Dù hàng loạt dự án cổ trang bom tấn như Hữu Phỉ, Yến Vân Đài, Thanh Trâm Hành, Đấu La Đại Lục đang làm mưa làm gió, nhưng dự án Cửu Châu Hợp Phu Nhân do Dương Mịch và Trần Vĩ Đình đóng chính vẫn nhận được sự quan tâm không kém. Đoạn trailer Cửu Châu Hợp Phu Nhân đã hé lộ một phần nào bối cảnh, cốt truyện cũng như tạo hình của nhân vật chính là Dương Mịch và Trần Vĩ Đình. Bên cạnh tạo hình nhân vật, khán giả chắc chắn sẽ bấn loạn trước những màn tình tứ của bộ đôi. Đoạn clip không hề có thoại, bao gồm hàng loạt những cảnh quay chậm tập trung vào nhan sắc của cặp đôi chính. Tuy nhiên, Dương Mịch lại làm một số fan hết cả hồn khi thể hiện ánh mắt bắn ra lửa đối với bạn diễn nam. Đoạn trailer ghi lại nhiều tình tiết ngọt ngào lẫn thương đau của Dương Mịch và Trần Vĩ Đình. Cả hai khi thì quấn quýt nồng nàn, lúc lại lướt qua nhau như người dưng. Nữ diễn viên sinh năm 1986 cũng có một cảnh mặc trang phục trắng vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. Thế nhưng sau đó khi tấm màn bay lên thì cô lại nằm đó với nét mặt xanh xao, nhìn Trần Vĩ Đình như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng. Dựa trên nguyên tác mang tên Cửu Châu Hợp Châu Phu Nhân của Tiêu Như Sắt, Hợp Châu Phu Nhân lấy bối cảnh làng Cửu Châu, nơi ngư dân phải lặn tìm kiếm nước mắt của giao nhân gần giống với người cá và cống nạp cho triều đình. Vì thất bại nên cả làng bị tàn sát, chỉ có một cô gái trẻ tên Hải Thị, Dương Mịch thủ vai, may mắn được giao nhân cứu mạng. Sau đó cô tình cờ gặp tổng quản thái giám Phương Trư, Trần Vĩ Đình thủ vai và được anh nhận nuôi. Suốt khoảng thời gian bên cạnh Phương Trư, Hải Thị phải cải trang thành nam nhằm né tránh tay mắt của thiên hạ. Ngược lại, anh cũng có niềm yêu thương thầm kín dành cho Hải Thị. Tuy nhiên về sau, Hải Thị lại trở thành hộ vệ của vua trẻ Đế Húc, Từ Khai Xính, và được y để ý, từ đó tam giác tình yêu hình thành. Hợp Châu Phu Nhân vẫn chưa công bố ngày lên sóng chính thức. Nếu như Dương Mịch được khen về nhan sắc tạo hình, thì Trần Vĩ Đình lại bị nhiều người nhận xét rằng không hợp phim cổ trang, trông kỳ kỳ. Ngoài ra, nhiều khán giả lo lắng với vai diễn này, liệu Trần Vĩ Đình có mang lại thành công không hay lại bị chê tơi tả, giống như những bộ phim trước đây mà anh từng tham gia. Cho những ai chưa biết, Trần Vĩ Đình sinh ngày 21 tháng 11 năm 1985 tại Hồng Kông. Vừa sinh ra, Vĩ Đình đã được định sẵn cuộc sống giàu sang phú quý, khi cha mẹ đều là doanh nhân có tiếng trong giới vận chuyển và thời trang. Ngay từ khi còn trẻ, Vĩ Đình đã nổi danh là công tử giàu có với gia thế không phải dạng vừa. Ở ngoài độ tuổi 20, Trần Vĩ Đình đã sở hữu nhiều siêu xe, biệt thự và du thuyền riêng. Và nếu như không bước chân vào làng giải trí, thì gia sản giàu có của gia đình Trần Vĩ Đình cũng đủ cho anh một cuộc sống an nhàn sung túc trong biệt thự Sơn Đỉnh nổi tiếng nhất ở Hồng Kông đến cuối đời. Tuy nhiên từ nhỏ, Vĩ Đình đã có niềm đam mê với âm nhạc và diễn xuất. Năm 18 tuổi, Trần Vĩ Đình giành giải vô địch giải tài năng âm nhạc thế giới người Hoa của đài TVB, đạt danh hiệu cây mic vàng, phần trình diễn vũ đạo xuất sắc, tự thể hiện tài năng xuất sắc. Nhưng cuộc đời không ai đoán trước được tương lai. Sau khi bố Trần Vĩ Đình qua đời, gia tộc diễn ra tranh chấp tài sản, chuyện kinh doanh bị sa sút. Có lẽ cú sốc đó đã khiến chàng công tử ham chơi một thời gian quyết định trưởng thành. Sau thời gian học về kinh tế, Vĩ Đình về cai quản gia nghiệp của người bố quá cố. Anh và anh trai phụ trách mảng kinh doanh tàu thuyền, còn chị gái quản lý hạng mục may mặc. Gia tộc nhà họ Trần lại hưng thịnh từ đó. Một thời gian sau khi việc kinh doanh của gia đình ổn định, Trần Vĩ Đình quay lại với làng nghệ thuật. Thời kỳ đầu, khi mới bước chân vào làng giải trí, Trần Vĩ Đình gặp nhiều khó khăn do là người mới. Chán trường, Vĩ Đình học hầu hết tất cả các thói hư tật xấu trừ ma túy. Sau đó, anh trai của Trần Vĩ Đình đã quyết định nói chuyện với em và định hướng lại con đường mà anh theo đuổi. Vĩ Đình từ đó dành hầu hết thời gian cho việc tập luyện thể thao và diễn xuất, tránh xa bia rượu và các quán bar vũ trường. Năm 2006, Trần Vĩ Đình trở thành thành viên của nhóm nhạc Sun Boys. Năm 2008, nhóm Sun Boys tan rã và Trần Vĩ Đình từ đó cũng hoạt động riêng lẻ. Những album mà anh tung ra đều nhận được nhiều phản hồi tích cực. Cũng từ đây, Trần Vĩ Đình chuyển sang đóng phim với một số vai nhỏ trong phim Thiết Thính Phong Vân, Quan Nhân Thất Sự, Tử Thần Ngốc Nghếch. Mặc dù sự nghiệp của Trần Vĩ Đình có nhiều bước tiến triển, nhưng anh thật sự không thể bật sáng thành sao lớn. Hẹn hò với những mỹ nhân hàng đầu và mang danh bám váy bạn gái. Từ trước đến nay, Trần Vĩ Đình mới thừa nhận hẹn hò với hai người, đó là Angelababy và Thái Trắc Nghiên. Tuy nhiên, Trần Vĩ Đình luôn mang danh dựa hơi hai cô bạn gái nổi tiếng mới được nhiều người biết đến. Thậm chí anh còn nhờ mối quan hệ của Trung Hân Đồng, bạn thân của người yêu thời điểm đó mới có cơ hội nhận vai diễn trong phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Sau đó, Trần Vĩ Đình gia nhập công ty Anh Hoàng nhưng không tạo được thành tích nổi bật. Trong khi đó, Angelababy lại trở thành ngôi sao điện ảnh.
Sau khi công khai chuyện tình, một số công ty quảng cáo đã mời họ đóng quảng cáo với hình ảnh tình nhân. Nhờ có Angelababy, cái tên Trần Vĩ Đình dần dần tạo được sự chú ý. Sau 5 năm bên nhau, cả hai quyết định đường ai nấy đi. 3 tháng sau khi chia tay Angelababy, Trần Vĩ Đình bất ngờ công khai hẹn hò với đàn chị Thái Trắc Nghiên, người hơn anh 3 tuổi. Khi ấy, Thái Trắc Nghiên vẫn đang là một cái tên rất nổi tiếng, nên Trần Vĩ Đình bị tố là lợi dụng, bám váy bạn gái để có thể đổi đời. Dù thực hư thế nào thì cũng không thể phủ nhận tên tuổi của Trần Vĩ Đình cũng lên một bậc kể từ sau khi hẹn hò với Thái Trắc Nghiên. Khi Trần Vĩ Đình tới Đại Lục đóng phim, chẳng ai biết nam diễn viên này là ai ngoài cái tên người yêu cũ của Angelababy và người yêu hiện tại của Thái Trắc Nghiên. Sau Cổ Kiếm Kỳ Đàm, lượng fan trên Weibo từ mười mấy ngàn người tăng vọt lên con số 1.970.000 chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Báo chí Đại Lục ngày ấy thường xuyên lên tiếng gọi Vĩ Đình là bám danh bạn gái, bởi thời điểm đó, Angelababy và Thái Trắc Nghiên đều rất nổi danh tại Đại Lục. Năm 2015, sau 5 năm bên nhau, Trần Vĩ Đình và Thái Trắc Nghiên chính thức đường ai nấy đi. Trần Vĩ Đình từng được ghép đôi với các nghệ sĩ nữ đỉnh đám trong giới như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba. Vậy nhưng năm 2018, netizen phát hiện ra Trần Vĩ Đình ấn nhầm nút like vào một bài viết, từ đó lộ ra bạn gái bí mật của anh, người mẫu gốc Brazil tên Bruna. Mặc dù Trần Vĩ Đình nhất quyết không chịu lên tiếng thanh minh về mối quan hệ của anh với người mẫu này, song paparazzi Hồng Kông đã quyết định vào cuộc. Truyền thông xứ Cảng Thơm quyết tung ra loạt hình ảnh Trần Vĩ Đình đưa Bruna tới gặp mặt gia đình. Cho tới thời điểm hiện tại, mỹ nam Sebis vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ của mình với người mẫu Brazil này. Song với những gì mà paparazzi Hồng Kông thu thập được, nhiều fan cũng cho rằng đến 80% Bruna chính là bạn gái bí mật chưa được công bố của Trần Vĩ Đình. Lên ngôi nam thần màn ảnh xứ Trung nhờ thực lực. Sau thành công từ Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Trần Vĩ Đình trở thành cái tên được săn đón. Anh tiếp tục tham gia hàng loạt phim như Hoạt Sắc Sinh Hương, Thục Sơn Chiến Kỷ, Lão Cửu Môn, Tước Tích và mới đây nhất là Túy Linh Lung, đóng cùng Lưu Thi Thi. Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh, Trần Vĩ Đình cũng đẩy mạnh sự nghiệp ca hát. Những show diễn của Trần Vĩ Đình đều có rất đông fan hâm mộ. Từ ngôi sao không tên tuổi, Trần Vĩ Đình nhanh chóng trở thành một trong những tiểu sinh đình đám của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay, bên cạnh Lý Dịch Phong, Dương Dương, Trần Học Đông. Không chỉ chăm chỉ theo đuổi sự nghiệp, Vĩ Đình còn được đánh giá là ngôi sao có nhân cách tốt khi hầu như không có bất kỳ scandal nào. Trần Vĩ Đình được fan của anh tôn là đại vương với tính cách thân thiện, hòa nhã và đặc biệt lạc quan. Thường xuyên bị gán cho là kẻ dựa hơi bạn gái hay luôn bị chỉ trích soi mói về đời tư, nhưng Trần Vĩ Đình vẫn chọn cách mỉm cười cho qua. Thế nhưng anh chàng lại vô cùng để ý đến cảm nhận của người hâm mộ của mình. Điều đó cũng là một trong những ưu điểm khiến Trần Vĩ Đình được nhiều người yêu mến. Ở thời điểm hiện tại, Trần Vĩ Đình vẫn đang giữ cho mình được vị trí đứng vô cùng vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ. Chắc chắn rằng sự nghiệp của nam diễn viên điển trai với nụ cười ngọt ngào ấy sẽ còn đi xa hơn nữa.